cầm lên không nổi. 2 khúc. Trời ơi, coi kìa. Ô, quá. Có lên. Quá trời, có bóng bự luôn. Trứng không á. Có trứng bảo đảm luôn con này. Trời ơi. Quá rồi. Nhỏ nhỏ mà. Không có cá bự à. Lấy cái xô này theo, mang theo làm gì? Ủa cá bóng kìa. Ủa thả cá bóng lại. Quá trời cá bóng bự mọi người. Ôi. Thứ gì chưa nổi. Quá trời cá bóng bự luôn nè. Ôi. Cá bóng gì ta? Cá bóng bóng cát. Bóng cát nha mọi người. Quá trời bự rồi. Nó có cái hàng thọt con tép vô là cắn. Thọt tép vô là cắn. Cá này cá con mới nở. Ồ, toàn là cá Đài Loan không đây. Ở đây cá gì đó. Bên bản không có cá Đài Loan này nhiều đâu, thả mới có nhiều. Cá vài ký, vài ký ngồi đầy xuồng vậy. Lên nổi không? Nắm hết dành luôn. Nắm hết dành luôn để nó ghé dành. Gáo nước cái đi. Quá rồi. Ôi. Tăng. Bự đó, cá nhỏ thôi trời. Cá bự quá bự à. Nhỏ ít thôi chứ. Đó, một cục luôn. Cái này phải phân ra rồi. Nó không nổi. 2 khúc. Không, vũ lại đây, vũ lại đây, tôi nắm ở đây nè, cái đầu lăn lên. À, kia ra. À, kia đi. Quá nhiều cá rồi, hai lần. Ê, cái chừng có cá chốt nha, đưa đưa vô nha. Chành tan thôi. Mấy cá bự không bị nó chạy cái giác sao á, giác này nó chưa bắt. Ê. Một khúc. Hả? Rồi. Cái gì chứ cũng phải tạc tạc thêm chứ. Qua, wow. Nãy em chạy em lấy khẩu trang giùm anh đây. Chặn được mặt quá. Có gì đâu. Khẩu trang cá nhảy hồi cũng ướt nhẹp nha mà. Quá, wow, 2 khúc. Trời ơi, con cá bóng cái đầu bành kia kìa. Cá bóng. Trời ơi, vụt luôn cái dành lú luôn rồi. Đó, cá bóng kìa. Trời ơi, chốt. Đây, còn cá chốt. Nè không, nó không không. Ông giả lên là nó nhả trứng nha nè. Con cá phi á nhả trứng dính vô vô con cá bóng nè. Là cái trứng này mai mốt nở nữa đó.
thì nó nuôi con nó ấp. Khúc nữa không? Cá lóc nó không ở khúc gần máy bơm đâu. Nó ở khúc khơi khơi trên á. Nó ở khúc mà vắng vắng á. Đổ nó hơi căng lên. Mấy con Đài Loan bự bự không? Mấy bên đây căng có lựa cá cá bự không? Sô hả? Cái năm rồi đó. Cá vậy đây, vậy đây là nhỏ nè. Bự bự vậy đó mà cũng giá bằng với người ta. Nó không thấy gì nhiều đó, giả hết vô nhiều lắm, giả một cái vài con vài con nè. Mới này nó không chạy đâu. Cái chốt cái gì nó mạnh đạo lắm. Chút là chút chạy nè. Đây không? Rồi đây. Chia ra quá. Chia đi cho nhẹ nhẹ. Trời ơi coi kìa. Mạnh lắm, nó còn dãy tung tăng mà. À. Đó. Đài Loan bự đó. Cá này hồi trước cá đơn tính. Ừ. Sao vậy chứ nó lai chứ cắn mình. Ở bên gần thả giống nó con mấy ký không á? Ồ, cá bự nhiều lắm đó chứ không phải ít đâu nha. Thưa thưa nó cũng dính cả đống đó mà cái kia cũng thưa đó. Nhiều quá. Chia nữa hả? Cái này nó mua mấy con cá đó sao không thấy cá chẽm ta. Mỗi năm đó là nhiều cá chẽm lắm. Năm nào cũng cá chẽm kìa. Muốn có thả vô có chị. Ý cá lóc, cá lóc, cá lóc đó. Ê, ấy cái đuôi lại, ấy cái đuôi cầm. Ừ. Cá lóc này không được rồi, phải bỏ quăng lên đi. Kìa có con thẻ luôn kìa. Ý tâm chì. Cá lóc bự đó. Ủa quay à. Có cá nướng rồi hả? 400 gram không? Có đó. Ủa quay mà.
cá bóng nhiều lắm, dở hết vuông này chắc dữ lắm cá bóng á, cá vài con vậy đó chứ hồi nhiều lắm, cá bóng cát còn bự bự vậy nè mọi người. Nửa ký à? Cái hãng của mấy cái máy bay xịt thuốc nè, với mấy máy bay cam nó quay phim nhỏ nhỏ đó, DJI của Trung Quốc nè, chuyên gia sản xuất mấy cái này. Ồ quá rồi cố lên. Nhóng nhóng lên nó gáo nước là để lên gì, đừng có lợi dụng, đừng có thấy ấy qua đưa lên không có nuôi nha. Cá thiên hai cái ở hai cái nói đuôi hả, cái này chắc ít thôi gì không nghe gung ginh như vậy, cái này nhiều không nghe gung ginh như vậy. Đó, con tôm đó. Cá này cá gì ngộ đó. Đâu được đây. Nè, cá tôi nói nè, cá mớm. Không phải cá kia, cá kia bự lắm. Cá mớm ngoài biển có con bằng bằng tay tôi vậy nè. Con kia nãy bự lắm. Ừ. Trời bá vậy. Gầu chồng của con ấy xuống mà rồi quên kia nó đem xuống trời. Bọc hả? Dễ vẫn có, tại vì thấy ăn chết chết rồi nó ngại nó không đem xuống. Đâu cái vụ quay đó mới đây mà ở Kiên Giang mà nè. Chết cho nó đầy. Cá nó cá bự không rồi nha. Chạy hai chạy nữa bao. Mà cá bự á, không phải cá nhỏ. Thứ mà nó đeo theo mấy mùng cá nó núc núc cái vậy. Trời ơi, cái bóng nó kìa. Bóng này dòm thấy đẹp quá ha. Ê. Bự. Quá trời cá bóng bự mà. Trứng không á. Có trứng bảo đảm luôn con này. Mà cái gan nó béo lắm nha. Béo cực kỳ luôn á. Ồ. Ồ. Gách nữa gì vậy? Không phải gách, mà nó đầy á. Ngồi chia ra đi. Nặng quá à. Sâu nữa ôm lên mẫu. Đầy xuồng rồi đó. Đây cái cách chừng 2, 4, 6, 8, 10 mười mấy cái lúa vậy, mười mấy cái rồi, mười mấy cái 100 kg rồi, dữ lắm rồi. Nè hồi nãy ở đây ông tạ ông quăng nhiều cá chốt nổi gâu rồi nè, thấy không? Quá. Nè nè nè, cá bóng đẹp nè. Cá này cá bóng ngoài biển luôn nè. Không, con cá bóng dừa là con cá bóng nó chân nhớt kìa, ú nu à. Con cá này là con cá bóng gì á? Cá bóng móc. Gần hơn mà nước lại ngọt hơn hả? Ngọt hơn. Tại vì ở dưới ở đây nó không thu vô, nó đổ vô. Còn bên ông thì nó đâu có nước ngọt nào đó, chỉ có U Minh này. Đúng rồi, con U Minh nó ra tới cái sông thứ bảy ngoài là nó bị chia ra, nó đâu có đổ vào tới trong đâu.
muốn cảm giác cá văng vô mình đó thì xuống xuồng ngồi. Tôm đó, con tôm kìa. Cái này nó nằm ở trong nhoi nhoi luôn kìa. Quá ơi. Cái này lú dày. Đây chúng cái cây đó. Này hai khúc đi, một khúc không nổi rồi. Ồ con tôm bay vô luôn nè. Trời, còn cá bóng nãy nữa. Đó con cá bóng nãy nữa kìa. Vài con bay ra thôi chứ đâu nhiều. Rồi đầy xuồng nha mọi người. Đầy dở luôn, để chấm chấm nó mới vô chứ. Không để nhẹ nhẹ thôi, không để mạnh quá nó kích thích nó nhảy. Nó ăn theo, thấy mấy anh kia nhảy nó nhảy theo. Nướng thơm phức luôn á. Thơm dữ lắm, thơm hơn con cá này nữa. Ý gọi. Kỳ ý trời. Ừ, tên con nữa nè. Đổ đi, đổ đi. Từ từ, nổi không? Vô gáo nước đi. Quá rồi. Kìa nó nhả trứng không? Xì xì trứng luôn đó. Nhẹ nhẹ thôi, mạnh quá kích thích. Tươi sống luôn. Cá phi tươi sống luôn. Quá dữ rồi.